Trân trọng kính chào quý đầu tư và chị em quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Hôm nay gia chủ cứ gửi mình một miếng đất nền ha. Nó nằm ở đường công cộng là đường xe ô tô, đường đan nha, 3m nha anh chị. Hiện tại em đứng ở đây là ở ấp Trung, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở đây là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa anh chị. Đây di chuyển ra quốc lộ A là khoảng 1 km nha. Còn cái hướng này là đi về đường Lê Thị Còn nè anh chị. Là hướng này về chợ Dùng Dứa. Ra quốc lộ A, ra chỗ mà cây xăng Châu Thành 10 anh chị. Còn cái vị trí đây là trước cái màn hình mình á, là di chuyển về Tam Hiệp á, về Tân Phước. Còn cái đường đi vô cái phiến đất mình đây để di chuyển từ cái đường nhựa ấp Trung. Đây là cái đường nhựa ấp Trung Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha. Để em chạy xe vô cái miếng đất cho anh chị xem không. Ở đây là cái cầu là Kinh Nổi 2 nha anh chị. Đường này rất rộng nha. Này xe ô tô xe tải lưu thông nha anh chị. Từ vị trí đường nhựa này chạy vô tới đất là khoảng 150m nha anh chị, cũng rất là gần nha. Với diện tích có mặt tiền đường này là 7m rưỡi, sâu vô là 84m nha anh chị. Đất rất là đẹp nha. Rồi tới anh chị. Đây, cái hướng thẳng đường này luôn là đi về chỗ mà ga quốc lộ A về cầu Long Định nha anh chị. Đây vị trí đất này anh chị, để di chuyển vô bên trong cho anh chị xem ha. Đây có hàng rào là gia chủ mới làm lại nè ha, cho nhìn cái ga cái ranh giới nha anh chị. Đó, thẳng luôn vô bên trong là 84m. Còn mặt tiền đường này là chỗ còn mở rộng nha anh chị. Đây mở rộng bên cái bên trái màn hình á, là đất á, là mở thêm 3m nữa là cái đổ đan cho mình luôn. Là cái đường này là 6m nha anh chị, được đan nha anh chị. Trước cái đất mình có cái kinh, cái này là kinh tiêu. Đó, anh chị lấy nước ra vô rất là thuận tiện ha. Đó, cái kinh này là kinh tiêu này chảy dọc về Long Định nha anh chị, kinh sáng anh chị. Rồi, để em di chuyển từ từ vô miếng đất cho anh chị tham quan ha. Ngang là 7m rưỡi. Sâu vô là 84m nha anh chị. Đây, cái này là ta đổ đan cho mình luôn nha. Ta chuẩn bị đổ rồi anh chị. Em di chuyển sâu bên trong để cho anh chị tham quan ha. Đây, giờ chuẩn bị là gia chủ đã làm gào bên trái cho mình hết rồi. Còn bên tay phải thì chưa có làm gào nha. Chỉ còn có một nền duy nhất anh chị. Còn mấy nền đây thì gia chủ bán rồi anh chị. Đây giá gia chủ khi gửi để bán là 750 triệu thôi. Giá này rất rẻ ha. Đây, đất hãy cao ráo, sạch sẽ. Trên đất mình không có mồ mả gì hết anh chị. Đây, thì em đi di chuyển sâu bên trong để cho anh chị nắm rõ ha. Vị trí đất đây là ở xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Từ cái vị trí đất ở đây á, di chuyển ra quốc lộ A là chỉ có một cây hai số thôi, cũng khá là gần nha. Nãy em đứng ở đường nhựa ấp Trung á, cái đó đi thẳng ra là 1 km là tới rồi. Anh chị thấy không? Để em quay cao cho anh chị xem ha. Đất mình rất là cao ráo ha, sạch sẽ ha. Đây. Đó, về kia đất mình có hiện tại trồng chuối thôi. Đó, trên đất thì còn đất trống nha anh chị. Có một số cây chuối ta trồng đây thôi. Đó, ngang qua anh bản là 7m rưỡi anh chị. Tại vì đóng cái cọc móc phía dưới rồi mình thấy không có rõ nha. Ngang là 7m rưỡi, sâu vô là 84m. Lên tổng diện tích là 630m2 anh chị. Giá bán chỉ có là 750 triệu thôi. Giá này còn thương lượng chính chủ ha. Cái này là gia chủ ký gửi. Đây là bán là bao giấy tờ cho mình luôn. Đó, ai biết khách hàng yên tâm ha. Đất mình cao ráo đẹp anh chị. Cái hướng đất mình là hướng bắc nha anh chị. Đây, quay toàn cảnh cho anh chị xem ha. Đến đây em kết thúc video. Quý đầu tư và anh chị đã quan tâm cái mảnh đất này, hãy liên hệ bên em để em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng giá cả ha, để hợp lý để mua đây về cất nhà ở đó, hay là mà
xưởng đều thích hợp ha. Tại con đường trước đường là công cộng là 3 m, mà gia chủ mở thêm rộng đổ đan thêm khoảng 3 m nữa cho mình luôn nha. Bác sĩ Đức Việt xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.